Vâng, hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn cái bí quyết để chúng ta lựa chọn cái gỗ Ngọc Am. Làm sao để lựa chọn cái gỗ Ngọc Am nó đẹp, nó xịn và nó chuẩn. Bởi vì dòng Ngọc Am nó có rất là nhiều loại. Và hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị để quý vị nắm bắt được về cái độ thơm của gỗ Ngọc Am ấy. Thì nếu như chúng ta muốn gỗ Ngọc Am nó thơm mà nó chuẩn nhất thì là gỗ Ngọc Am của Hà Giang. Đối với Ngọc Am của Hà Giang thì như quý vị nhìn thấy này, bây giờ nó không còn các cái phôi như là phôi hộp nữa, ít lắm. Bây giờ nó chỉ còn các cái dòng phôi lũa thôi. Nhưng mà khi mà nhìn thấy cái dòng phôi lũa như thế này ấy, thì đây là củ cái rễ của nó. Và nếu như chúng ta muốn thơm ấy, thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải cắt, chúng ta phải làm hết cái bề mặt bên ngoài này. Bề mặt bên ngoài này là cái bề mà nó đã bị ảnh hưởng của thời tiết, ảnh hưởng của mưa nắng, ảnh hưởng của đất cát nó bám ở đây, cho nên nó sẽ bị lão hóa về cái bề mặt. Đấy, thế khi mà chúng ta cắt ra ấy, thì bên trong này nó không bị lão hóa, thì cái tinh dầu ở bên trong này nó còn nguyên. Đấy, rất là thơm. Bây giờ đưa lên mũi ngửi nó thơm nức luôn. Đấy. Thế thì để mà đạt được cái mức độ thơm, mức độ chuẩn và cái chất lượng của gỗ thì chúng ta phải lựa chọn cái gỗ Ngọc Am của Hà Giang nó rất là nặng. Đấy là điều mà chúng ta cảm nhận bằng cái việc chúng ta cầm, là nó rất là nặng. Thứ hai nữa, chúng ta nhìn cái vân thớ này này, nó rất là mịn và nó rất là chắc, vừa mịn vừa chắc, và cái vân của nó rất là đẹp. Đây anh em nhìn này. Đấy, người ta tiện ấy, là người ta tiện những cái hạt vòng đeo tay là người ta phải dùng đến cái dòng gỗ Ngọc Am này. Đấy, nó không khác gì gỗ sưa hay là không khác gì gỗ hoàng đàn. Đấy, đấy là cái dòng gỗ của Hà Giang. Đấy, anh em nhìn thế này này. Nếu như cái bề mặt bên ngoài này nhá, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ không nhìn thấy gì nhiều, đúng không ạ? Không nhìn thấy gì nhiều bởi vì nó là lũa, nó đúng theo xuôi về cái thớ của nó, chúng ta không nhìn thấy nhiều. Nhưng chúng ta muốn tìm hiểu về nó kỹ thì chúng ta phải cắt ngang nó đi. Cắt ngang nó thì chúng ta phát hiện ra ngay. Đây anh em nhìn thấy vân của nó này, và màu sắc của nó cũng khác nhau nhé. Đây, màu này sẫm hơn này, màu này vàng hơn này, màu này trắng hơn này. Đấy, cái gỗ Ngọc Am của Hà Giang nó là như vậy. Đây anh em nhìn đây, có phải nó giống một màu không? Đúng không? Không phải giống một màu, cho nên là tiện vòng nó tuyệt đẹp luôn cái loại gỗ này. Những cái này là nhà mình là đóng cho khách hàng người ta mua về người ta tiện vòng. Đấy, thì mình đã chọn cho người ta toàn bộ cái loại mà gọi là nó đẹp nhất. Đây, vân nó tuyệt đỉnh luôn, anh em nhìn này, nó đẹp như thế này cơ mà, chắc đẹp tuyệt đỉnh luôn. Thế cho nên là cái loại này là cái loại để mà sử dụng về làm vòng đeo tay, cực kỳ đẹp. Đấy, thế nếu mà cái loại này mà để mà mọi người bảo nó so sánh với cái dòng Ngọc Am thì đối với chúng tôi thì chúng tôi không so sánh. Cái gỗ Ngọc Am, cái loại đầu mẩu này chúng tôi chỉ có vứt đi làm củi thôi, không làm gì được, bởi vì nó rất là xốp và cái màu của nó cũng không thể như thế này được. Và hai nữa là nó sẽ không thể nào mà nó đạt được với cái độ đẹp như thế này được, bởi vì vòng đeo tay là cái vòng mà người ta gọi là như là đồ trang sức, cho nên là cái đấy là cái phải tuyển gỗ một cách chi tiết và phải làm sao lựa chọn được. Khi chúng ta dùng là chúng ta phải thấy cái độ bền của nó, thấy cái độ chất của nó thì chúng ta mới làm. Đấy, cho nên là nếu như anh em nào mà mua được những cái vòng mà đeo tay ấy, mà đạt được những cái loại gỗ Ngọc Am này thì nó là đỉnh nhất rồi. Này, anh em nhìn này, phê không? Vân nó tuyệt đẹp. Đấy, đấy là những cái rất là thực tế. Đây, còn bảo là anh em bảo là nếu mà để mà ngửi được cho nó thơm ấy thì đây, nếu mà chúng ta làm như thế này rồi để mà ngửi được cho nó thơm thì chắc chắn là nó sẽ không thơm nhiều. Nhiều người bê như này về bảo là tại sao tôi mua không thơm, bởi vì bản chất ra đây là lũa bên ngoài. Và lần sau ấy, chúng tôi sẽ thiết kế lại về cái cách làm, và chúng tôi sẽ dùng toàn bộ những cái mũi đục, chúng tôi sẽ đục những cái lớp vỏ này đi, cái lớp bề mặt nó bị mất cái giá trị này. Đấy, để chúng tôi làm như vậy để cho nó đạt được cái độ thơm. Đấy, và nó sẽ rất là đẳng cấp. Đấy, cho nên là đây là những cái mà nó là hàng thật, nhưng mà mọi người không biết, mọi người cứ bảo là nó không thơm là hàng đẻo, đúng không ạ? Thế nhưng mà theo cái quan điểm của tôi ấy, nếu như mọi người đã mua rồi mà đã bảo là cái hàng này hàng đẻo ấy, mọi người chỉ cần lấy một cái đục hay lấy con dao vạc cái điểm ấy ra này. Đấy, vạc đằng sau được, vạc cái này ra anh em sẽ ngửi thấy mùi thơm hay không. Lúc đó anh em mới phán xét là nó là hàng thật hay hàng giả. Đấy, như những cái quả này bây giờ ngửi không thể thơm được, chắc chắn một điều ngửi không thể thơm được. Đấy, Cho nên là đấy là cái kinh nghiệm mà chúng tôi làm đấy. Nó sẽ thơm nhưng thơm ít thôi. Có những cái mà chúng tôi dùng máy chúng tôi làm bên bề mặt này nhiều ấy, thì nó sẽ rất là thơm đấy. Chúng tôi cũng sẽ rút kinh nghiệm về cái vấn đề để chia sẻ cho anh em. Cho nên là sau này chúng tôi sẽ cố gắng làm sao để mà anh em tin tưởng nhiều hơn khi mà anh em trưng bày một cái sản phẩm này nó đã có cái mùi thơm ngay từ đầu rồi, đúng không ạ? Đấy, thế thì đấy cũng là một trong những cái mà lý do để chia sẻ cho anh em, bởi vì chúng tôi cũng đã thấy một số các cái comment, các cái bình luận mọi người bảo là mua cái dòng gỗ Ngọc Am Hà Giang gì mà lại không thơm đấy. Và hôm nay tôi muốn là mổ xẻ ra để cho anh em nắm được, để cho anh em biết và chúng ta sẽ khắc phục được nó đấy. Và chúng tôi cũng sẽ khắc phục. Chúng tôi cũng mong muốn rằng là những cái sản phẩm của chúng tôi khi mà đưa ra được cho mọi người dùng thì nó sẽ đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Bởi vì hàng ngày chúng tôi sẽ chuyển cho khách rất là nhiều. Những người nào biết rồi ấy thì mọi người không bao giờ có phản hồi gì. Nhưng một số người chưa biết ấy, thì chắc chắn là người ta phản hồi cũng là một cái điều rất là đương nhiên thôi. Bởi vì khi người ta trưng bày, người ta cảm thấy nó không có mùi thơm, thì đó là những cái điều mà chúng tôi thấy là cũng rất là e ngại đấy. Đây, những cái thùng này cũng chuyển hết cho khách. Nên cho nên là cái vấn đề đấy là vấn đề có lẽ là chúng tôi cũng chưa chia sẻ hết tất cả các cái bí quyết cũng như là kinh nghiệm. Và hôm nay thì chúng tôi muốn làm cái video này cũng là để cho những người nào mà đang dùng cái dòng gỗ Ngọc Am mà thấy nó không thơm thì chúng ta sẽ thử, đúng không ạ? Một bài toán thử để chúng ta biết được rằng là nó có đúng là chất lượng hay không đấy. Thế thì sau cái video này thì mọi người sẽ thấy được cái giá trị thực của trung tâm đồ gỗ Văn Sáu. Và một lần nữa thì chúng tôi cảm ơn tất cả anh em khi mà đã quan tâm theo dõi đến những cái sản phẩm về gỗ lũa Ngọc Am của trung tâm đồ gỗ Văn Sáu. Cảm ơn anh em rất là nhiều.